Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ các sản phẩm điện máy. Tiếp tục series cập nhật giá thành của các dòng TV thương hiệu Sony, Samsung, LG, TCL, Panasonic. Hôm nay chúng ta sẽ cập nhật phân khúc giá từ 20 đến 25 triệu đồng cho các dòng phân khúc TV Smart TV 4K năm 2020 và năm 2021 của các thương hiệu này. Thì đối với cái giá thành từ 20 đến 25 triệu đồng, các bác mua được những dòng TV phân khúc từ 55 inch đến 65 inch, cả các dòng TV QLED lẫn TV dòng LED thường mọi người nhé. Đầu tiên thì em cập nhật cho mọi người những giá thành trước mắt ở đây là những dòng thương hiệu của TV Samsung trước. Samsung thì chúng ta có khá nhiều sự lựa chọn trong cái phân khúc từ 20 đến 25 triệu đồng. Ở đây em có các dòng TV 65 inch của Samsung, đó là các con dòng TV LED thường 65AU7000, 65AU8000 và con 65AU9000. Thì ở cái phân khúc mà 20 đến 25 triệu đồng thì chúng ta mua được con 65AU7000. Con này thì các bác mua được với giá nó rơi vào là 21.390.000 đồng cho dòng 65AU7000. Và một con bên cạnh này là con 65AU8000 với giá là 24.490.000 đồng cho dòng 65AU8000. Tuy nhiên thì từ 65AU9000 trở lên thì các bác mua nó là giá trên 25 triệu đồng một chút. Con này 25.490.000 nên là không liệt vào trong danh sách từ 20 đến 25 triệu đồng được, mà chỉ các bác mua được hai con 65AU7000 và AU8000 thôi. Phía dưới này thì chúng ta sẽ có con 55Q70A mọi người nhé. 55Q70A của Samsung năm 2021. Con này em đang bán với giá là 23.490.000 đồng cho dòng 55 inch này, QLED TV. Ngoài ra các bác được chọn thêm dòng TV là 55Q60A mọi người nhé. 55Q60A của Samsung năm 2021. Giá hiện tại em đang bán là 21.190.000 đồng cho dòng TV 55 inch QLED này. Như vậy là đã hết gian hàng của TV Samsung mà các bác đã mua được với giá phân khúc từ 20 đến 25 triệu đồng. Chúng ta sẽ đi qua gian hàng của TV LG ngay bên cạnh nó. TV LG thì các bác mua được với phân khúc giá đó là con 65 Nano 81 mọi người nhé. Dòng TV Nano Cell của Sony năm 2020. Con này em đang bán với giá là 23.090.000 đồng cho dòng TV Nano Cell 65 inch này. Thiết kế rất chi là đẹp. Và một con TV LG 75 inch, dòng phân khúc giá rẻ của LG mọi người nhé, cũng giá thành trong phân khúc từ 20 đến 25 triệu đồng. Đó là con 75UM6970PTA của năm 2019 mọi người nhé. Con này em bán với giá là 22.490.000 đồng cho dòng TV 75 inch của LG. Giá thành rất chỉ là tốt cho dòng phân khúc 75 inch mọi người nhé. Hết gian hàng của TV LG, em sẽ qua gian hàng của TV Sony mọi người nhé. TV Sony sẽ có các phân khúc từ 49 inch, 55 inch, 65 inch để các bác lựa chọn phân khúc 20 đến 25 triệu đồng. Ở đây em có con 50X86G của năm 2021. Con này bán với giá là 20.190.000 đồng cho dòng phân khúc 55 inch mới ra này. Bên cạnh nó là một con 49 inch mọi người nhé. 49X9500H, dòng TV cao cấp của Sony, ra mắt năm 2020. Con này em bán với giá là 22.490.000 đồng. Và ở phía dưới này thì chúng ta sẽ mua được với phân khúc giá của con, ở đây sẽ có con 55X90G mọi người nhé. 55X90G của năm 2021. Con này em đang bán với giá 24.790.000 đồng cho dòng 55X90G. Ở phân khúc TV là 65 inch thì chúng ta sẽ có thêm một lựa chọn khác, đó là con 65X9000H của năm 2020. Dòng TV cũng là dòng TV cao cấp rồi. Con này em đang bán 24.490.000 đồng mọi người nhé. Một dòng TV phân khúc giá rẻ của Sony đó là con 65X7500H của năm 2020. Dòng này thì bên em bán khá chi là rẻ mọi người nhé. 65 inch của Sony 4K giá chỉ rơi vào 20.190.000 đồng cho dòng TV Sony 65 inch này, giá rất chi là hợp lý. Như vậy là em đã cập nhật hết giá thành của các dòng TV của Sony mọi người nhé.
TV Panasonic thì năm nay không có phân khúc nào giá từ 20 đến 25 triệu đồng hiện tại có tại trên thị trường năm 2021 cả. TV có lẽ những là những dòng phân khúc 650 của Panasonic là chưa về tới siêu thị mọi người nhé. Cuối cùng là dòng phân khúc của TCL thì chúng ta sẽ có chỉ duy nhất một model của năm 2021. Đó chính là con 65C725 của năm 2021 mọi người nhé. Giá 21.490.000 đồng cho dòng này. Xin lỗi mọi người, con này được 22.990.000 tặng thêm một chiếc loa thanh của TCL nữa mọi người nhé. Loa nó sẽ tặng đi kèm cho các bác một dàn loa sao 3 như thế này. Dàn loa sao 3 rất chi là đẹp của TCL. Giá 22.990.000. Thì đấy là tất cả các model TV của các thương hiệu nổi tiếng Sony, Samsung, LG, Ebala, TCL để các bác mua được trong cái phân khúc giá từ 20 đến 25 triệu đồng giá vào thời điểm hiện tại mọi người nhé. Về sau thì một số model nó sẽ giá nó cập nhật xuống hoặc lên thì các bác cập nhật tại website ecomax.vn giúp em là giá chính xác nhất. Rồi nếu mà mọi người đã yêu thích video này có thể cho em xin một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi hết cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Video các bác đang xem được tài trợ bởi cơ sở đồ gỗ nội thất Tuấn Long. Cơ sở chuyên sản xuất, buôn bán các loại đồ gỗ nội thất, phòng khách, không gian hiện đại như các loại đồng hồ cây, các loại tủ rượu, tủ góc được yêu thích nhất năm 2021. Giá thành chỉ từ 5,5 triệu đồng. Các bác liên hệ số điện thoại hiện trên màn hình để được tư vấn và mua hàng. Xin chân thành cảm ơn.